Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị. Để đây ha, dán nè. Đẹp không đây ha? Tay cạnh luôn. Đẹp luôn ha. Đặt kẹo luôn. Giá thì được ghi sẵn đó quý vị, vài trăm. Đây, chào anh. Chào anh, chào tất cả anh em. Thì em nay em có một số cây mai đi giao lưu với anh em ha. Anh em xem tham khảo thấy cái nào vừa ý thì alo em. Số điện thoại thì em có để trên tiêu đề á. Rồi mình vô cây số 1 ha anh. Hình thức mình vẫn là bao sóng bao ship toàn quốc ha. Dạ. Này 1m1 cái này. Cao. Số 1, cao 1m1. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 17 anh. Rồi, 17 hoành. Rồi, tay cành đẹp quá quý vị ơi. Đóng cũng đều từ trên xuống đây ha. Dán nè. Đế luôn. Rồi, giao luôn như đen. Cái này giao luôn 550 anh. Rồi, 550 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2. Rồi, chiều cao 1m1 anh. Rồi, cao 1m1. Rồi, cái hoành luôn ha. Hoành 19 anh. 19 hoành. Rồi, xương cành. Xương cành cũng đặt hết trơn nè. Đế luôn rồi quý vị. Rồi, xe xe luôn. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? 550 luôn anh. 550 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 3. Này 1m1 luôn anh. Rồi, cao 1m1 luôn. Cái gì ngắm nghe kỹ dáng là thân cành ha. Rồi, mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành 19 anh. Rồi, xe xe luôn. Đó. Để đây quý vị, để đặt hết trơn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Cái này 600 anh. 600, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Cao 1m1 luôn anh. Rồi, cao 1m1. Này tay cành đều luôn nè quý vị. Tay cành cũng ngang ngang không nè. Dán góc lắc. Em này có cái cục nè. Có cái cục gì đen đen ha. U cục bú. Rồi, cái hoành ha. Hoành 19 anh. Rồi, xe luôn. Có cái cục bú ha. Rồi, giao luôn như đây. Này 450 anh. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mặt số tiếp theo là số 5. Mặt số 5 đây quý vị. Rồi, chiều cao 1m1 anh. Rồi, cao 1m1. Tay cành cũng đều luôn. Đó, góc lắc nhẹ ha, duyên dáng. Để cũng đặt hết trơn nè. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Ở chưa cái hoành. Chưa cái hoành nè. Này 18 hoành. 18 hoành. Cái này giá 500 anh. Rồi, 500 rồi quý vị. Duyên dáng luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6. 1m2. Rồi, 1m2 cao. Quên okay, luôn. Hồi quên. Đấy, hồi quên quên. 17. 17 quanh. Tay cành đặt kẹo luôn quý vị ơi. Để luôn đây quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu đen? Này 600 anh. Rồi, 600. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cái số 7. Số 7. Cao 1m1 anh. Rồi, 1m1 cao. Vô cái hoành luôn để hồi quên á nè. Đo đi, đo đây báo luôn. Đo đây báo luôn. Này 17 hoành anh. Rồi, 17 hoành. Tay cành cũng đều đây ha. Để luôn quý vị. Rồi, vô luôn như anh. Này 450 anh. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo.
68. 1m1 anh. Rồi cao 1m1. Rồi vô cái hoành luôn đi ha. Hoành 20 anh. Rồi 20 hoành. Rồi tay cành luôn quý vị. Lô này thì tay cành đều quá ha. Nay mình quay bao nhiêu cây anh? Này 25 cây anh. 25 cây quý vị. Thì quý vị mà có chốt 25 cây thì có giá sỉ luôn nha quý vị. Rồi cây này là mã số mã số 8. Này giá 500 anh. 500 quý vị. Rồi số cây. Rồi mã số 9 này quý vị. Rồi mã số 9. Cao 1m2. Rồi 1m2 cao. Hoành 17. Rồi 17 hoành. Đó, tay cành đều ha. Rồi để luôn. Để tứ phía trên dịu dị luôn. Mình có thể là sắp nó lại ha. Rồi vô luôn nha anh. Này 400 hả? 400. Rồi xuống cây. Rồi mã số 10. Số 10. Thì cao 1m. Rồi 1m cao. Rồi cái hoành luôn. Hoành 18 anh. Rồi 18 hoành. Tay cành cũng đều ha. Rồi để luôn. Rồi vô luôn nha anh. Cái này giá 350 anh. 350. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo số 11. Rồi chiều cao. Cao 1m3. Rồi 1m3. Cái hoành. Hoành 17 anh. 17 hoành. Tay cành này xương ngang. Này thì tay cành này khổ chê rồi. Xương ngang mà nó đặt kẹo hết trơn ha. Rồi đế luôn. Đế viên đế ha. Rồi vô luôn như đây. Này giá 500 anh. 500 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 12. Hai cao cao. 1m4. Rồi 1m4. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Này tay cành cũng đẹp luôn ha. Cũng khổ chê luôn. À, đóng đặt luôn, xương ngang luôn. Để dưới đây cũng đặt luôn. Đó. Rồi, vô luôn nha anh. Đây 650 anh. Rồi, 650. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cao 1m1. Cao 1m1. Mã số 13. Hoành 15. Rồi 15 hoành. Rồi xuống cành luôn. Đế luôn quý vị. Đây đó. Trong chồng chịu trước có luôn nè. Rồi cho luôn như đây. Này giá 350 anh. Đây, rễ nó này bự ở đây ha. Rồi xuống cây 350 quý vị. Rồi tiếp tục lên mã số 14 luôn. Cao 1m3. Rồi cái hoành. Hoành 18 anh. Rồi 18 hoành. Rồi tay cành quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó, phân bố cũng đều. Này để đây. À, nguyên cái bệ đây luôn nè. Rồi, vô luôn như anh. Này 450 anh. 450 ha. Giá cũng yêu thương. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 15. Rồi. Rồi, chiều cao luôn. 1m. Rồi, cao 1m. Cái hoành. Hoành 17. 17. Tay cành đều luôn. Rồi để luôn. Để còn bự bự không nè.
Rồi, giao lưu nhiêu đây? Này 350 anh. 350. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 16. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1m2. Rồi, 1m2 cao. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 16 anh. Rồi, 16 hoành. Đây, tay cạnh luôn. Tay cạnh cũng đều ha. Để hiểu quá xá vậy luôn. Dịu gì sắp lại ha. Rồi, cho luôn nhiêu đen? 550 anh. 550, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 17. Cao 1m1. Rồi, cao 1m1. Cái vành luôn. Vành 17. Rồi, 17 vành. Tay cành đều luôn. Rồi, để thế lực quá ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Đây 450 anh. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 18. Cao 1m3. Rồi, cái hoành. Hoành 18. Mã số 18, hoành 18 luôn. Ta cành đặt từ trên xuống luôn. Đế cũng đặt luôn nè. Rồi, cho luôn như đây. Này 700 à. Rồi, 700 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 19. Cao 1m2. Rồi, 1m2. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Tay cành cũng đều ha. Lô này nó thấy như cây nào tay cành cũng đều hết trơn. Dịu gì chầm ha, ra tược hay là kính thân luôn. Đó, còn đế đây, đế cũng viên đế quá nè. Rồi, giao luôn như đây. Thì 450 anh. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 20. Rồi, rồi, để đo xong cái. Cao 1m2. Rồi, 1m2 cao. Quanh 19. Rồi, 19 quanh. Tay cành đẹp luôn ha. Đế nè, cũng đẹp luôn. Chống chịu một có cộng chản chản luôn quý vị ơi. Rồi, vô luôn như đây. Đây 450 anh. 450 quý vị. Rồi, xuống cây. Để cái cây nguyên. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 21. Cao 1m4 anh. Rồi, 1m4 cao. Cái hoành luôn. Hoành 19. Rồi, xe xe luôn. Học chủ nè ha. Khích 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 nè ha. Đây, cành đều luôn ha. Đó, để nè. Đây nè, bự 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 bự. Chịu cũng có luôn ha. Bên hông này cũng có luôn nha quý vị. Rồi, giao luôn như ra. Này 550 anh. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Rồi, chiều cao. Cao 1m4. Rồi, khá cao ha, 1m4 cao. Hoành 18. 18 hoành. Hoành 18. Tay cành đặt kẹo. Để đây quý vị. Này tựa thú ha. Chân chồm chống luôn nè. Rồi, giao luôn như anh. 350 anh. 350. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 23. Cao 1m1. Rồi. Hoành 17. Rồi, 17 hoành.
tay cành cũng đều nè. Rồi để luôn. Rồi cho luôn nhiêu ra? Giá 300 anh. Rồi 300. Rồi xuống cắt. Rồi mã số tiếp theo luôn, 24 quý vị. Rồi để xem xem. Cao 1m1 anh. Rồi cao 1m1. Hoành 18. Rồi 18 hoành. Tay cành đặt kẹo luôn. Khích khích luôn ha. Để nè, để cũng đẹp quá nè. Rồi, vô luôn như anh. Này 500 anh. 500 à. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 25. Mã số này cũng là mã số cuối clip nha quý vị. Rồi, chiều cao luôn ha. Cao 1m2. Rồi, 1m2 cao. Hoành 18. Rồi, 18 quanh. Để luôn quý vị. Rồi, cho luôn nha anh. Thì 400 anh. 400 quý vị. Rồi, xuống cây. Có muốn nói gì thêm không anh? Được, anh em cảm ơn tất cả anh em đã xem clip ha. Anh em thì dưới cây nào thì alo em. Rồi em bao sóng bao ship toàn quốc hết nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.